Vâng, Glow xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và hôm nay rất vui mừng lại tiếp tục về được hàng nóng cho bác đây. Rồng Vang và em đã hết hàng, cháy hàng vừa mới về ông nội quảng cáo. Hai clip là Rồng Vang cho chất âm rất là hay. Và cái điều quan trọng dễ dùng, những bác nào mới chơi thì chôn vang này tuyệt vời luôn, rất dễ tinh chỉnh và là dòng phân khúc vang cao cấp nhất của hãng và phiên bản 2023. Đó phiên bản DBA Optic mã hiệu KM350 Pro các nhá. Phiên bản được nâng cấp bởi chip xử lý mạnh hơn và cần EQ của nó nhiều hơn mà nhá, chỉnh chi tiết hơn. Đấy, và được điểm nó là hội tụ là đều mang cơ lai số. Đấy, cơ lai số cho chất âm rất là hay. Có tích hợp cả remote, Bluetooth, cổng quang đầy đủ các nhá. Thẩm chính hãng của DB. Thì cách đây vài hôm nay em hết hàng rồi thì may quá đợt này hãng lại về thì em nhập luôn số lượng luôn. Em nhập một phát 100 chiếc không nhá. 100 chiếc này để phục vụ anh em nhé, 100 chiếc luôn. Và đếm mỗi thùng này 5 chiếc này, để bác đếm lên. 100 chiếc xếp cũng chả nhiều đâu, bác đếm 100 chiếc luôn. Số cực khủng. Và đối với sản phẩm DB ấy rồi. Đây là mẫu vang có thể đánh em đánh giá hay nhất trong các thùng vang hiện tại bây giờ ở khu vang cơ và cơ lai số nhá. Và sản phẩm chính hãng bác để ý này. Một hộp này. Chữ DB. Bây giờ như là phiên bản nó như cả những phiên bản 2023 ấy, thì đều viết tắt chữ D đằng trước rồi, DB. Và bên trong sẽ có một cái điều khiển của hãng luôn các nhá. Và cái điều quan trọng là giá tốt luôn các bác nhá. Các bác liên hệ giá rất là tốt luôn, đang ưu đãi nhân dịp mùng 8 tháng 3 cũng như là sắp nhân dịp hàng về. Em ưu đãi một giá cực kỳ tốt cho anh em liên hệ trực tiếp. Giá cực tốt luôn. Điều khiển này, dây nguồn này là dây anten, dây anten được cải biến là dây dâu dài hơn các nhá. Cái dâu dài hơn đưa để tiền nhiệm nó bắt sóng nó xa hơn các bạn. Cái dâu Bluetooth đi. Mỗi thùng này 5 chiếc các bạn. Mỗi thùng này 5 chiếc. Thì em về, tuần này em về thì về thêm cả màu đen, đến cả màu trắng. Thì đối với phân khúc vang này thì dễ dàng, các bác dễ tinh chỉnh để những bác nào mới chơi. Và những bác nào có nhu cầu mà nâng cấp ấy, những con vang ở những đời kém trước đây mà nâng cấp lên con vang cao cấp đây. Thì liên hệ đơn vị em để em có hỗ trợ các bác nâng cấp đổi các nhá các bác nhá. Vang này, vang đang làm mưa làm gió thị trường đấy các bạn. Có tông màu trắng này thì dễ dàng phối ghép cho những bác nào mở cái bộ dàn có âm ly hay những đồ nhà mình đang màu trắng màu vàng này thì bác có ghép màu trắng này cho đồng bộ nó đẹp này. Và màu đen thì các bác là gu nào bác màu đen lấy màu đen đấy. Tất cả chân bác thì chất lượng thì bác để các cái chân linh kiện nó chân tín hiệu ra được vào tất cả bằng đồng hết trăm trăm nhá. Anh em nói mỹ liều chân mạ vàng nhưng là chân bằng đồng nhá. Hàng mới tinh đập hộp được bảo hành 2 năm bác nhá, 1 đổ 1 3 tháng đầu. Thực sự là sản phẩm DB em rất là kết đó là các cái mà sản phẩm bên họ là được cái mẫu mã ấy, nó đẹp, thực sự rất là đẹp luôn. Và mẫu vang này cũng rất là đẹp luôn nhé, được cái màn hình ở giữa cân bằng cũng rất là đẹp luôn nhé, anh hiểu rất là đẹp luôn, đẹp này. Tiếng trong này thì rất là sang. Đấy, em đã có vài clip test rồi thì hôm nay clip này em thông báo hàng về thôi vì đã kho và nhập số lượng nhiều về phục vụ anh em. Các bác có nhu cầu liên hệ em qua các số điện thoại online nhé. Và xin ái chào tạm biệt bác. Thì hôm nay hàng về đi. Ngoài mẫu vang này thì có cả những sản phẩm đẩy, nhưng mà đẩy thì quay quá nhiều rồi. Còn đâu là vang này cái quan trọng chủ chốt này. Mẫu vang này về tiếp để phục vụ bác anh em chơi. Hôm nay em đang đóng hàng đi đây. Và xin ái chào tạm biệt bác nhé.